Lịch thi đấu bóng đá ngày 18 tháng 11, Quang Hải dù đấu Thụy Sĩ ra sân ngay ngày đầu tiên. Tới ngày 16 tháng 11, PFC thông báo nhà Quang Hải về nước cùng với đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2022. Thông tin không thể vui hơn đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù vậy, ông phải chờ gần tới ngày bóng lăn, cậu học trò cưng mới về. Cụ thể, số 19 dự kiến hội quân cùng với đội tuyển Việt Nam vào khoảng trước 5 đến 6 ngày. PFC cho phép cầu thủ Nguyễn Quang Hải được tham dự AFF Cup sắp tới diễn ra từ ngày 20 tháng 12 tại Đông Nam Á, theo đề nghị của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Động lực mạnh mẽ của Quang Hải và mong muốn của câu lạc bộ trong việc hỗ trợ cầu thủ này phát triển lâu dài là điểm mấu chốt trong định hướng của ban lãnh đạo và quản lý thể thao của PFC, theo thông báo mới nhất. Động thái hiện tại của chúng tôi có nghĩa là Quang Hải sẽ ít có thời gian thi đấu hơn, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào phẩm chất của cậu ấy, những gì cậu ấy mang lại và đặc biệt là những gì sẽ mang tới cho đội bóng của chúng tôi và giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi muốn cậu ấy chơi đầy đủ các trận đấu của đội tuyển quốc gia, giúp cậu ấy trở lại mạnh mẽ hơn và đóng vai trò quan trọng trong nửa mùa sau của giải đấu cùng với chúng tôi. Ngoài đội hình, tôi rất coi trọng các cá nhân và sức khỏe của mỗi cầu thủ. Tôi biết giải đấu này quan trọng như thế nào đối với Quang Hải cũng như là tầm quan trọng của cậu ấy đối với đội tuyển quốc gia. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp. Vị huấn luyện viên trưởng Neil Tollard đồng ý cho Quang Hải về tham dự AFF Cup 2022 nhưng không muốn anh góp mặt trong các trận giao hữu bởi lo ngại về chấn thương. Vì vậy, tiền vệ 25 tuổi này sẽ không hội quân cùng với đội tuyển Việt Nam đá câu lạc bộ Dortmund vào ngày 30 tháng 11 trên sân Mỹ Đình, dù thời gian này PFC không thi đấu. Trận đấu OF Chromio tại Cúp Quốc gia Pháp ngày 19 tháng 11, Quang Hải sẽ sang Thụy Sĩ tập huấn với vị huấn luyện viên riêng theo giáo án của PFC đưa ra. Quang Hải trở Thụy Sĩ bởi người đại diện của anh ở châu Âu đã tìm được một sân đấu khá là đẹp của đội hạng nhất cho phép anh tập luyện. Tại đây, anh cũng có thể tránh xa được sự quan tâm của truyền thông. Trong thời gian này, PFC sẽ tập luyện song song cùng với việc World Cup diễn ra. Vòng chung kết World Cup 2022 chính thức khởi tranh tại Qatar. PFC sẽ không có cầu thủ nào tham dự World Cup. Nguyên nhân là bởi rất ít cầu thủ của PFC được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Ở giai đoạn FIFA Day vào hồi tháng 9 vừa qua, PFC chỉ có vỏn vẹn 3 cái tên được lên đội tuyển quốc gia. Quang Hải của đội tuyển Việt Nam, Bamber của đội tuyển Maruantini và Sandy Omenia được gọi lên đội tuyển của Benin. Thì thủ môn trẻ là Duniaji thì cũng đã được triệu tập lên U23 Senegal. Nhóm này có thể xem là của hiếm của PFC. Đương nhiên, cả đội tuyển Việt Nam hay các đội còn lại thì đều không có vé tham dự tới World Cup 2022. Đội tuyển Benin xếp hạng 91 của FIFA, Việt Nam đứng thứ 96, trong khi Mauritania chỉ đứng thứ 103 thế giới. Thậm chí so với Việt Nam, hai đội tuyển này còn không giành quyền lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngoài số 1 cầu thủ đến từ châu Phi, PFC có tới 11 cái tên trong đội hình quốc gia có quốc tịch Pháp. Việc chỉ được thi đấu ở League 2 đã khiến cho cơ hội lên quốc gia đóng lại với các cầu thủ này. Đội tuyển hiện tại thì có quá nhiều tài năng và thật khó để vị huấn luyện viên trưởng nhắm mắt tới các ngôi sao trong đội hình của PFC. Tuy nhiên, theo khía cạnh tích cực, đây có thể xem là một lợi ích đối với PFC. Việc không có cầu thủ thi đấu ở World Cup 2022 giúp cho đội bóng của Quang Hải có đầy đủ lực lượng và tránh chấn thương. Vị huấn luyện viên trưởng có thể tận dụng quãng thời gian nghỉ này để tiếp tục thử nghiệm đội hình và chiến thuật, cải thiện tốc độ cũng như là trình độ cho các học trò. Kết thúc 2 tuần tập luyện tại Thụy Sĩ, Quang Hải sẽ trở về Pháp hội quân cùng với Pau. Anh chỉ trở về Việt Nam vào ngày 15 tháng 12. Quang Hải sinh năm 1997 cùng với câu lạc bộ Hà Nội, 4 lần vô địch V-League, 2 cúp quốc gia và CEO cúp quốc gia. Ở cấp đội tuyển, anh đã giành được huy chương vàng SEA Games 2019, AFF Cup 2018 cùng với đồng đội đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Quang Hải ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Pau vào hồi mùa hè và đã ra sân 11 trận. AFF Cup 2022 không thuộc hệ thống của FIFA Day nên ban đầu vị huấn luyện viên trưởng từ chối nhả người, nhưng sau đó ông đã đổi ý vì muốn tạo điều kiện cho Quang Hải góp mặt ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo, đồng thời giúp anh ấy lấy lại phong độ tốt nhất. Sau một thời gian đấu trí cũng như là tích cực đàm phán, rốt cuộc huấn luyện viên Park Hang-seo và PFF cũng đã đàm phán thành công. Thông tin này có lẽ là rất mừng đối với đội tuyển Việt Nam và đặc biệt cá nhân huấn luyện viên Park Hang-seo bởi cơ hội vô địch AFF Cup 2022 khi có sự phục vụ của cầu thủ xuất sắc nhất, cơ hội để vô địch nó sẽ ngày càng được mở rộng cho đội tuyển Việt Nam. Trong các cuộc phỏng vấn, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn khẳng định muốn nhìn thấy đội tuyển Việt Nam góp mặt ở World Cup và thuyền trưởng Hàn Quốc đã chỉ tay và biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Ông Park không nói suông mà còn lên kế hoạch sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam với dự án bóng đá trẻ được phát triển ở Việt Nam. Phát biểu đặc biệt là những gì đã mang lại suốt 5 năm vừa qua cho đội tuyển Việt Nam khiến tất cả mọi người càng thêm yêu và kính trọng ông Park khi là người duy nhất muốn biến giấc mơ của nhiều năm của các cổ động viên thành hiện thực. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn Quang Hải trở về AFF Cup 2022 thì không ngạc nhiên
bởi ông thầy người Hàn Quốc đã khẳng định điều này ở trước thềm giải giao hữu, mong muốn có một đội hình mạnh nhất để vô địch AFF Cup 2022 trước khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Để có thực hiện một cách khả thi nhất, HLV Park đã quyết tâm, thậm chí là ít nhiều gây sức ép với VFF. Nhìn vào những gì mà phát biểu trăn trở về câu chuyện Việt Nam cần phải vươn xa hơn tham dự cung cúp, thì ông Park lại hơi khiến cho người ta bất ngờ vào quyết định là đưa Quang Hải về. Nói đơn giản, không có Quang Hải, khả năng đội tuyển Việt Nam vô địch thì cũng chẳng nhỏ, nên là nhiều người tin rằng ông Park chưa cần phải dùng dao mổ trông xếp xuôi như đang thấy. Quang Hải cần ở lại Pháp để tìm cơ hội ra sân, chứng tỏ nâng cao năng lực cũng như là giúp đội tuyển Việt Nam tham dự các giải chính thức quan trọng thay vì cái ải ở AFF Cup 2022. Cơ hội ở châu Âu đối với Quang Hải chẳng phải lớn, tiền vệ này thì cũng đang quay về thi đấu ở một sân chơi ao làng thì có vẻ là ông Park nói vẫn chưa đi đổi với Lam. Danh sách 31 cầu thủ Việt Nam được HLV Park Hang-seo công bố thì không có tên Công Phượng Xuân Trường, rõ ràng là một quyết định đầy dũng cảm. Với Xuân Trường, tiền vệ này vắng mặt là điều bình thường vì không có phong độ cao ở mùa giải 2022, nhưng thiếu Công Phượng thì quá bất ngờ. Nên nhớ rằng, dưới thời HLV Park Hang-seo, trừ trường hợp đặc biệt, bất khả kháng, tiền đạo khoác áo của Hoàng Anh Gia Lai mới vắng mặt. Đang nói mùa giải 2022, chân sút người Nghệ An thì vẫn đạt hiệu quả ghi bàn tốt. Cho nên việc không có mặt khiến cho mọi người đang xảy ra những nghi ngờ. Và ngoài đưa hai cầu thủ nói trên, lần tập trung lần này, HLV Park Hang-seo đưa ra quyết định tương tự đối với Đình Trọng, một học trò cường khác. Những sự vắng mặt của những cầu thủ nói trên có thể gây ra ít nhiều bất ngờ, tuy nhiên vẫn chưa thể bằng sự xuất hiện của Đức Trinh và Văn Toàn. Đương nhiên là khi đưa ra quyết định gọi ai hay là loại ai thì ông Park đều có cái lý của ông. Trong trường hợp thủ thành Văn Toàn hay tiền đạo đang khoác áo của Bình Định, lại hơi khó để chúng ta có thể giải thích được. Mùa giải 2022 vừa qua, Văn Toàn chưa một lần xuất hiện trong khung thành của đội bóng đất cảng. Bất chấp chấn thương, đã hoàn toàn bình phục bởi không thể cạnh tranh vị trí số 1 của Đình Triệu. Trong khi đó, Đức Trinh dù 22 lần ra sân trong màu áo của đội bóng đất võ mùa này, nhưng số phút chỉ là 986. Đáng nói chân sút này không một lần lập công từ V-League sang cúp quốc gia. Số phút ít ỏi ra sân này không chỉ là phản ánh rõ về phong độ của Đức Trinh, nên là dù muốn giải thích rằng đây là quân bài chiến lược cho đội tuyển Việt Nam thì cũng thật là khó thuyết phục được giới chuyên môn. Đừng quên, thiếu thủ môn của HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể trao cơ hội cho Đình Triệu, người đã chơi rất hay trong màu áo của Hải Phòng. Tương tự với Xuân Nam, đồng đội của Đức Trinh ở Bình Định cũng xứng đáng hơn nhiều. Văn Toàn hay là Đức Trinh có thể cũng sẽ có suất tham dự AFF Cup, nhưng nếu gọi cho đủ người, ít ra thì ông Park nên dành cho những cái tên xứng đáng hơn. Thế mới nói, chiến lược gia của đội tuyển Việt Nam thích tranh cãi là vì thế.